trên mai vàng. Mưa gió đấy mà hoa vẫn nở rồi đó. Chào đẹp. Đường Ngự Bình, tuyến đường phố từ trên đồi núi đi về đồng bằng. Tàu đang qua đó. Dạ, em muốn xin chào tất cả bà con. Huế vẫn là mưa trưa nay. Dạ. Nhiệt có tăng nhẹ nhưng mà mưa thì ngoài trời vẫn xe lạnh 19-20 độ C. Úi da, rộ gà rộ cá. Đây là tuyến đường người bên mọi người. Em vừa đi ngang qua đây thì bắt gặp những hình ảnh. Có cái mai vàng bà con chơi tết cùng chuẩn bị cũng đã búng hoa. Nơi từ đây cho đến ra giếng luôn đó. Rồi đường phố thì có cái hình ảnh bà con đang chờ tàu tại đường Ngự Bình. Giờ trước ngày 28 tháng 12, mưa vẫn đang rơi. Bầu trời vẫn se lạnh. Mẹ ngồi bạn bánh bao bằng che bằng bánh bao. Ôi chà, mưa tới tạ luôn. Dạ, mặc dù đây là những ngày cuối của cái đợt mưa lạnh này nhưng mà mưa cũng không kém chứ những ngày đầu. Dạ, hai ngày hôm nay trước đó hai ngày thì cũng có tầm sơn đi cơn mưa đó. Bây giờ thì hai ngày nay thì cũng tầm tạ mưa trở lại đó. Nhiệt có tăng nhẹ nhưng mà mưa vẫn cứ rơi đó. Đây là ngoèo dân sấy đó bà con. Đó, em đang hướng chạy lên An Cừu, chờ An Cừu tuyến đường thân quen. Ây chà, lúc này cũng 10 giờ sáng. Em đi vào nơi đây có một cái hình ảnh mà em đi tìm mãi không ra. Đây là cái đình làng của làng An Cừu. Có hai ngôi đình mà không biết cái đình đó nằm kiệt mi hay kiệt nào đấy. Em tò mò đưa bà con biết thêm cùng em. Bác ơi, bác cho cháu hỏi cái đình làng An Cừu năm mỗi em phố nữa hả? Ở cái đầu có cái đao bóng kịp nó bên. Dạ. À là tới. Dạ dạ dạ, dạ cháu cảm ơn. Dạ. Rồi, đó là phố đúng kiệt đó, đó. Nghe nói à, đình làng An Cừu nhưng mà em vẫn chưa tìm tới nơi đây vì đi ngang thì có cái đình à. Kiệt nhỏ nữa à. Ủa, mua đây. Đây kiệt chăng chịt luôn. Giờ khu vực An Cừu đây mọi người. Đường An Dương Vương rẹp vào đây. Đi vô đây mà ghi hình để bà con có lá không. Đi kiệt nhỏ này đi vô vô lúc cầm cái mày. Quay ra bà con tưởng làm cái chí nữa. Ôi rồi thế à, mố có cái kiệt nhỏ nữa. Ngọt kiệt. Kiệt nơi đây là kiệt số mấy?
của Hùng Vương đây, nhưng mà cái đình làng nghe nói lớn lắm mà em vào đây em chưa tìm ra. Cây đào vô kịp nhọn đi chị ơi, em hỏi cái đình làng An Cửu nằm vô đây chị? Vô đây hả? Dạ dạ cảm ơn. À đây đúng rồi, em bạc nói ngay cái đào đó chạy lưới cái kịp nhọn đi đấy. Ồ, em có những bà con cùng muốn biết cùng em đây là An Cửu thì ngôi đình nó nằm ở đâu? Ủa trả lưới ra thì kiệt phình to ra, nhưng mà ngôi đình ở đâu đấy à? Bố mưa tầm tạ luôn rồi, cái nhà này xe lưới về hô cái tím à? À đây đây, à đây bốn cái trụ biểu rất là lớn. Trời ơi nằm sau này luôn. Thế thì có cái đường mô đi thông ra khá xấu không hề. Như thế là đáng làm rồi. Đây đình đang làm mọi người. Đình An Cửu đây, ủy ban nhân dân phường An Cửu. À đây khu vực phường An Cửu là đường khu vực Hồng Vương. Dự án đang làm này. Không biết cái sau này sẽ thông ra cái đường nào đây. Cứ đi ra đường đó nhỏ, đường quá, kiệt nhỏ ghê. À, cũng chắc là không có đường hai tiêu à. Trời ơi đây thì sẽ vong quá xa lắm đấy. Long vong ngọt kiệt ở đây không được. Thực đình là có cái hồ đây này. Dạ như vậy là đình làng của An Cửu đang tu bổ sửa chữa. Đợt này là như tất cả các cái ngôi đình ở Huế là đều được tu bổ sửa chữa lại hết á. Kim Long Hương Long mà em thấy là cũng đã Kim Long là đã hoàn thiện đấy. Ở đây chưa về mới biết được cái đình làng An Cửu nằm ở đây, nhưng mà cũng đang trong quá trình tu bổ sửa chữa. Đó, bên trong đó kiến trúc hình như là giống nhau cả. Rồi nơi nơi hình như cả cái đình làng nó nằm phương cả phương ở trung tâm thành phố là đều làm tu bổ sửa chữa lại mới hết vậy. À hóa ra nằm ở thị sáu nữa luôn, gọi là nằm giữa khu vực trung tâm mà. Do bà con làm nhà sau này ở nhiều quá rồi nó chằng chịt, đường nhỏ, đường đi vào thì nó nhỏ. Thế đây là nằm giữa đình thì chắc là nơi hoang vắng, nơi thanh tịnh á, người ta mới làm đình miếu nhà. Ủa, ra lại chứ. Vào đây gì, gì lạc lắm, như mấy hồn trần. Kiệt nhỏ, kiệt lớn, nhưng mà không thông ra được. Thông thì phải chạy long vong. Dạ. Yeah. Đi núi lại thôi, em đi vô đó rồi em phải kẹt đường hết. Em phải đi ra lại, còn không đi vòng long vong xá. Ra lại kinh kiệt không vớt.
số nấm này. Đó, bây giờ mày biết Đình Làng là nằm ngay cái một đây là có cái xăng tổ dân phố năm An Cửu đó. Dạ, yeah. Làng An Cửu. Và từ bên đây cũng là phương án cứu. Mọi người dân làng An Cửu là cũng tan qua phía bên khu vực bên kia của phương án đông. Dạ, yeah. Người của làng đó rộng lớn lắm, chia ra làm phương án đông và phương án tây. Năm xưa là xã Thủy Án đó. Làng An Cửu thì rộng. Dạ, yeah. Đây cũng là khu vực cầu và chợ An Cửu. Mưa thầm tạ đấy chứ mô mà nhiệt sẵn mà mưa vẫn vớ. Làm cho người đi đường cảm thấy lạnh hơn đó. Dạ, yeah. Mặc dù bây giờ thì lạnh nó không còn được giá như những ngày trước, họ giảm, họ tăng lên nhiều. Dạ, yeah. Họ tăng lên được 1-2 độ thì nó cũng đỡ. Và khu vực này là người dân ở đây là toàn là của làng An Cửu ở đất. Dạ, yeah. Yeah, Tư Bà Triệu Hùng Vương thăm chờ thăm đình thăm đường phố đời sống bà con. Bắt đầu rào rực với những cái gian hàng áo quần tại các tuyến đường này, mua sắm tiến về quần áo mua sắm. Có mê tóc bà bạc ngồi bán món hàng khi đó biết. Đây là nút giao thông đèn xanh đèn đỏ, còn là Bà Triệu và Trường Chinh mọi người. Bên trái là Nguyễn Thị Minh và Tống Đức Thắng, bên phải là Trường Chinh. Tối đang tổng toàn đang đỏ đi. Và đây là tiếp tục ngã tư Tô Hữu, nơi tuyến đường vòng lớn từ bên phải đi về là một chuỗi đô thị nằm bên dưới mọi người đó. Để bây giờ phát triển về phía đông nam đó,
rất nhiều khu đô thị tại đường này đi về theo đường Tổ Hữu. Vì phải mở rộng thì mở rộng đi ra hai bên thôi. Nó đa số là về phía hướng đông nam, nam của thành phố, còn lên hướng tây và bắc thì hình như được dãy núi rồi. Yeah. Đó, đường Bạch Triều này mà nghe nói là sẽ mở rộng nữa. Thì em thấy trước có lê nó hai bên này, đoàn nó trước có lê. Đó, bài công tác dãy to, đền bù cũng là khá đó. Cái tuyến đường chỉnh này là mặt bằng, giá cả chắc chắn là sẽ cao. Đoạn nào có lê đó thì thôi, còn cái đoạn nào chưa có chắc chắn sẽ giải tỏa mở rộng. Ở dưới tuyến đường hôm trước em đi đưa bà con thấy đường Phạm Văn Đồng là đường quốc lộ cũng chính dọc theo con đường đấy đấy. Dạ, đã đang mở rộng làm đường dưới á. Vừa ghê luôn á. Hai ngày đi rồi là mưa dầm mới dê lại lắm. Dạ, có tâm đó. Đây là tuyến đường Nguyễn Thái Học mọi người. Mưa bù mịt lắm. Hàng quán này này, chàng nhà hàng Cơm Niêu Món Huế, sạn cà phê. Có lao rất nhiều hàng quán khu vực trung tâm sầm uất của Huế đây. Mai vàng nữa cho thấy mùi vị của Tết rồi, hương vị của Tết cũng đã về rồi. Đó, quá Tết dương cái là không khí mưa sầm cuối năm cho Tết của quên Tết Việt giá. Em đi vào tiểu đường này Trần Quang Khải mọi người. Đó, nhiều hình ảnh mua bán trên đường. Họp chợ quanh năm là đây, có ngôi chùa Thương Lạc nằm ngay trung tâm. Đường phố Trần Quang Khải là đông đúc hàng quán này. Cách gì đây mà đông đấy. Mua bạn chi mà đông nữa. Đường này thì sẽ vòng ra ngay khu vực đầu đường Bình Nghệ, khu vực trung tâm ngã 6. Dạ.
Nhà cho thuê. Trung tâm nhà 6. Đây đang có cái sân khấu rất là lớn, đang được dàn dựng chuẩn bị cho lễ đón năm mới đó, cuối năm đó, đầu năm mới. Công trình đang thi công Huế cao đao 2024. Dạ. Chúng được 3 vùng 5 chi đó tổ chức ở đấy thôi. Lễ đến được ạ. Dạ. Đây khu vực này có trung tâm mua sắm Vincom. Đây có cái thông lớn nhất Huế đó. Đêm động đá mọi người. Quá wow, cha lên đây gió. Đó là mưa nhiều quá cho nên làm cho những cái lim này, lim và phường này nó rụng lá mà con sắn nó nè. Dạ, như cái này là cái lim sẹt là chứ đấy chứ. Dạ. Ở đường Đồng Đá, anh chị em đi ngang có những tuyến đường em thấy một lá sắn nó rơi rụng đầy luôn. Không biết lý do. Có phải là mưa nhiều làm cho lá nó ủng nước. Nó rụng, không biết có ảnh hưởng đến cái không. Gần đây lúc giờ và đây là ngã tư đường Đồng Đá và Lý Thường Kiệt. Ở bên kia có cái trung tâm Plaza, trung tâm thương mại chứ mà chưa hoạt động, nhưng mà rất là rộng lớn để ta chứng những cái chầu cái hoang mái rất lớn luôn. Hôm nay có thể là con đường này sẽ được nhiều người chú ý đến. Có mái vàng rất là nhiều, nếu như mà hoa nở rộ vì những cái hoa mái toàn là lớn không. Đây là Golden Plaza. Đó, 14, 16, 18, 20 chi cả. Đó, rất nhiều cái hoa mái lớn, cỡ lớn đó, tầm cỡ lớn. Có mặt tại hình như là hai mặt của trung tâm này. Đó, Tết năm nay khả năng tiết trời đẹp phù hợp và mai vàng ở Huế năm nay sẽ lên ngôi chắc chắn luôn. Dạ, bún nụ rất là đều luôn, chờ nặng lên nữa là hoa sẽ bung. Dạ, nhưng mà đừng có lành kéo dài, lành kéo dài thì cái việc còn nợ kịp không. Cả đây người ta chứng hái cái trà mi rất là lớn ngay giờ cọc vào nữa. Đó, trung tâm mua sắm nó mà chưa hoạt động mọi người, nhưng đã có những cái sự chuẩn bị hình như là tạo được cái sự thu hút rồi đó. Không dịp đầu năm mới nữa, rồi năm bắt đầu năm mới. Như vậy là Huế tiếp tục mưa trong những ngày qua, cũng như trưa hôm nay em cũng đưa bà con lang thang vòng ở Huế để biết thêm tình hình thời tiết, cũng như thăm biết thêm các hình ảnh khắp nơi của Huế trong dịp cuối năm và những ngày mưa lạnh. Hy vọng mọi người cùng hãy thú vị cùng em vui khi đi thăm Huế trên này nha. Dạ, trên ngày 28 tháng 12. Dạ, và em sẽ còn tiếp tục về đến bà con những cái năm về Huế trong những tập tiếp theo. Và bây giờ em xin kết thúc video. Dạ.
Dạ, thì xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Đó, đang mưa lạnh cho mình về như thế đây. Thương Nguyễn Huệ, nơi có bệnh viện này. Dịch Huệ nghe cập cửa là sợ đó. Dạ, yên vui, xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Dạ, mưa lần nên có kèo kèo bạn nữa đấy. Đây là mấy kèo kèo bạn kèo ra không ông ơi. Rồi chưa?